Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 366 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Trong số rất là nhiều những cái kiểu linh hồn ma quỷ xuất hiện ở miền Tây nói riêng và ở Việt Nam nói chung á, thì tất cả những người khán giả đã từng kể chuyện lại cho Duy, người ta nhận thấy rằng ma da chính là một trong những loài ma mà người ta có cái khả năng xảo quyệt nhất luôn á. Tại vì ma da có khả năng giả tiếng người, giả dạng thành người sống, nói chung y chang như là người bình thường vậy đó, để mà dẫn dụ người sống nhảy xuống sông rồi nhấn đầu người ta xuống cho tới chết luôn. Bữa hôm nay Duy sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện có liên quan tới ma da. Câu chuyện này được kể lại từ một anh trai. Anh nói từ hồi xưa tới giờ luôn, chưa bao giờ anh tin cái chuyện ma quỷ có trên đời này. Chính vì vậy đó mà cứ hễ ai kể chuyện ma cho anh nghe, nghe để vui thôi chứ chưa bao giờ anh tin. Cho tới một lần, cái lần đó do cái công chuyện học hành của anh nó nhiều quá đi, thành ra là nghỉ hè anh mới bắt xe đi về quê nội của anh để mà chơi. Quê nội của anh tuốt ở dưới Bạc Liêu ở dưới á. Anh nói ở dưới này nó khác xa hoàn toàn ở cái chốn phồn hoa đô hội ở Sài Gòn. Tại vì về đây á, nhà cửa nó rộng rãi nè, rồi cây cối vườn tược, sông suối, rồi mương, rồi ao hồ tùm lum hết trơn. Nó mát mẻ mà nó thoải mái tâm trí dữ lắm luôn. Đợt nó về thì cũng vui, nhưng nó cũng là một cái lần nhớ đời cho anh. Lần đầu tiên về quê mà anh gặp ma, không phải ma bình thường. Cái câu chuyện là như thế này. Thiệt ra là cái lần đó cũng có buồn buồn trong người đó, không biết là buồn cái chuyện gì. Thôi thì đặt vé xe, mới định là đặt một cái chuyến xe từ Sài Gòn về thẳng tới bến xe với Bạc Liêu luôn. Cái đợt của anh đi á, là người ta chở anh trên một cái chiếc xe mà ghế ngồi nha, chứ không phải xe giường nằm như bây giờ đâu. Do anh đặt trễ quá thành ra là người ta ngồi hết chỗ rồi, chỉ còn lại những cái ghế ở cái hàng ghế cuối cùng thôi. Ngồi cuối cùng nó sốc cực kỳ luôn vậy đó. Thành ra là trên cái đoạn đường về á, anh đâu có ngủ nghê gì được đâu, chỉ ngồi ngắm cảnh rồi gục qua gục lại, lâu lâu cái gắn cái tai nghe vô để mà nghe nhạc thôi hả. Trên suốt cái đoạn đường đi á, thì anh thấy cái ghế ngồi kế bên chỗ của anh là một cái nhà sư. Tại vì người ta mặc đồ tu hành á, ngồi kế bên mà người ta ngồi tĩnh tại lắm, không có động đậy mà kiểu như là đang ngồi mà đọc kinh trong người vậy đó. Anh thì cũng đâu có làm phiền gì người ta đâu, mà anh ai nấy ngồi. Nhưng cho tới khi mà cái xe bắt đầu tới bến xe với Bạc Liêu rồi đó, mạnh ai nấy đứng dậy để mà đi ra khỏi cái xe. Anh chưa kịp tháo cái dây tai nghe của anh ra nữa, thì vị sư đó tự nhiên đứng lên, vỗ lên vai anh cái chát vậy nè. Anh giật mình liền, tại vì hồi nãy giờ anh đang tập trung vô cái điện thoại. Do là giật mình thành ra rớt cái điện thoại xuống sàn vậy nè, làm cái cớp luôn. Anh lụm cái điện thoại lên á, thì cái điện thoại nó có bị trầy nha. Anh mới quạo. Anh nói thầy ơi, thầy làm gì kỳ cục hả thầy? Làm gì mà thầy đánh con vậy? Con làm gì thầy đâu? Cũng muốn chửi lắm nhưng thấy người ta là người tu hành thành ra là cũng ớn, không có dám nói. Tuy nhiên vị sư đó người ta mới nói: mô Phật, tôi không phải đánh thí chủ đâu, mà tôi đánh cái thứ đang dính ở trên vai của thí chủ á. Mặc vào một hồi nữa tôi với thí chủ mỗi người đi một hướng, tôi không biết thí chủ đi đâu về đâu, nhưng thí chủ nhớ lời tôi dặn nè, cái thứ đó nó vẫn còn bám theo thí chủ đó. Thí chủ làm ơn đừng có đi tới cái chỗ nào mà có ao hồ sông suối, nói chung đừng có ra những cái chỗ đó là được nha, nhớ lời tôi dặn. Anh im ru à, nhưng mà anh nghĩ trong bụng má xàm thiệt, trời ơi trời, tự nhiên đang đi cái vỗ lên vai người ta cái chát vậy, ông nội nó bị khùng hay gì vậy. Rồi cái thôi anh cũng đi ra khỏi xe. Tới bến xe thì có một cái ông chú, ổng đã đợi anh sẵn rồi, chở về nhà nội luôn. Khi mà bước lên xe ngồi rồi, ông chú hai ổng vừa chở mà ổng hỏi anh vậy nè: hồi nãy mày ngồi trên xe mày đứng mày nói chuyện với ông thầy mày nói gì trở nè? Anh mới nói thôi, ổng con thấy ổng cũng không được bình thường á, tự nhiên con đang đứng chuẩn bị xuống xe cái ổng vỗ lên vai con cái chát gì nè, không biết ổng bị gì nữa, thôi thôi kệ đừng nói tới ổng nữa. Rồi cái hai chú cháu mới về tới nhà. Khi mà về nhà đó thì cũng đã tối hù tối mịt rồi. Bởi vậy là ở dưới nhà cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh một cái chỗ ngủ dăng mùng sẵn luôn rồi. Cái chỗ ngủ của anh nó không phải là cái phòng, nó chỉ là một cái bộ lưu quăng á, cái bộ gián ngựa nằm ở phía nhà sau thôi, dăng mùng đàng hoàng tử tế hết trơn rồi. Trong khi đó thì chú Tư rồi ông bà nội nọ đó là ngủ phía nhà trước hết. Mặc dầu là nhà nội của mình nhưng lâu lâu mới về, thành ra là anh cũng lạ chỗ dữ lắm, nằm mà không có ngủ được gì hết trơn á. Mới định là mở điện thoại ra lướt trên mạng vậy nè. Tuy nhiên khi mở điện thoại ra thì điện thoại mình nó không có sóng. Không có sóng thì làm sao mà lướt mạng được, trong khi nhà bà nội đâu hề có wifi gì đâu. Thôi thì mở ba cái bài nhạc có sẵn trong điện thoại đó, mở ra dỗ giấc ngủ ngủ cho nó dễ. Tới khi mở mắt ra thì mới có 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng à. Nghe cái tiếng quét nhà sẹt 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 phía nhà sau á, lồm cồm ngồi dậy thì mới thấy là bà nội bà đứng bà quét sân phía sau. Anh nhìn qua cái chỗ nấu cơm thì anh thấy bà nội bà nấu sẵn nồi cơm, nấu đồ ăn hết trơn luôn rồi. Bà nội bà siêng vậy luôn á. Một phần là lạ chỗ, một phần gần sáng cái bà nội quét nhà, anh cũng ngủ không được, thôi anh thức luôn. Đã thành ra anh mới đi ra phía nhà sau một chút, đi thẳng ra đó chắc tầm khoảng vài chục mét á. Thì phía nhà sau của bà nội anh nó có nguyên một cái cây me, bự lắm, anh đoán chắc cũng cả trăm năm rồi đó. Nó bự mà chắc khoảng 2-3 người ôm mới vừa. Chính vì vậy mà cái tàn của nó đó, nó bung ra gì nè mà trái quá trời nhiều, không ai hái hết trơn á. Kế bên cái cây me này là một cái mương nước. Cái mương nó không bự không nhỏ, nhưng đặc biệt anh để ý á, chắc có thể do cái cây me này á, cái tàn của nó che hết nguyên cái mương á, thành ra là cái mương nó rất là trong. Anh nghĩ chắc do dưới nhà bà nội mình á kỹ càng, thành ra là không có bỏ rác rến gì ở dưới hết trơn á. Trong khi anh nhìn lại những cái mương đằng xa xa á, những cái mương nước để mà dẫn ra ruộng á, nước nó đục ngầu à, nó không có giống như cái nước trong cái mương này. Chính vì vậy mà anh mới khoái. Anh đứng anh nhìn hoài vậy nè, đang chăm chăm nhìn thẳng xuống cái mương, nhìn phong cảnh vậy nè, thì anh mới thấy ở giữa cái mương á, nó hơi gợn gợn nước lên chút, bắt đầu nó nổi lên một cái cục. Cái cục này nó tròn tròn giống như là cái trái banh vậy đó, nhưng mà nó mướt rượt à, nó có một cái màu đen đen bóng bóng vậy nè. Anh nói y chang như là một cái đầu tóc của một cái người con gái mà nổi lên á, nổi chưa kịp nổi hết nữa đó. Anh tính đi lợi gần anh coi rồi thì bà nội mới kêu á, đi vô nhà ăn cơm nè, ăn sáng nè. Anh mới giật mình, quay đầu vô, bước vô vài bước để mà đi ăn sáng. Nhưng khi anh quay lại thì anh thấy nó mất tiêu, nó không còn nữa. Rồi vậy là cả nhà vô nhà ăn sáng. Nguyên một ngày hôm đó anh cũng vòng vòng anh chơi, anh cũng có làm việc học bài nữa. Nói chung cũng bình thường à, không có chuyện gì lạ hết trơn á. Cho tới tối, cả nhà cũng ăn cơm tối, ngồi coi vô tuyến một tí. Đó thì bắt đầu cũng đi ngủ. Ở dưới quê mà, ngủ rất là sớm luôn. Nhiều khi tầm khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ tối là người ta vô mùng rồi. Anh cũng vô mùng anh nằm, nhưng đâu có ngủ, mình là người trẻ mà. Đang bấm điện thoại vậy đó, giờ đó cũng đã 10 giờ mấy 11 giờ rồi, chưa hề buồn ngủ nha. Bắt đầu cái mắt tiểu, đi ra phía sau hè để mà tiểu. Tại vì nhà của bà nội không có cái nhà vệ sinh trong nhà, muốn đi tiểu ngoài á là bà nội dựng sẵn một cái nhà cầu, nhà tiêu ngoài đó. Đó, đi vô đó. Còn nếu mà ai muốn mát mẻ hơn, có thể đi cầu Cá Tra luôn, đầy đủ hết. Trời giờ đó nó tối hù tối mịt, cây cối tùm lum hết trơn vậy đó. Thành ra trời nó tối, bây giờ nó còn tối hơn nữa, nó khuất luôn cái mặt trăng à. Do không có đèn, thành ra là anh đi anh cầm theo cái điện thoại của mình vậy nè, để mà anh mở cái đèn flash lên, anh rọi cái đường á, anh đi ra ngoài. Con trai mà thiệt ra chỉ cần đứng dạch xuống một cái là xè ra thôi à. Cũng đi ra đó, dạch xuống tiểu. Chưa kịp kéo cái quần lên nữa thì anh mới nghe cái tiếng giống như là có ai mà đang đứng nói chuyện xì xào với nhau á, kiểu như là có hai người. Mà cái chỗ này nó không cách xa gì mấy từ cái chỗ của anh hết trơn á. Anh đứng anh lắng nghe thì anh xác định được cái chỗ mà nó phát ra cái tiếng xì xào này chính là chỗ cái gốc me á. Mà kế bên gốc me đó chính là cái mương nước hồi sáng. Cái mương nước anh nói cái nước nó trong trong xanh xanh đó. Không biết sao, giống như là có ai xui ai khiến anh á. Anh không muốn vô nhà mà anh lại muốn đi ra ngoài đó. Mặc dầu cái đầu của anh nó rất là buồn ngủ rồi nha, nhưng cái giò của anh nó lại muốn anh bước lại đằng hướng đó. Cũng còn cầm cái điện thoại, còn rọi đèn luôn. Càng đi tới thì anh thấy mình đang đứng ngay tại cái gốc cây me rồi. Tuy nhiên anh nhìn xuống phía trước mặt của anh á, thì đó không còn là cái mương nước nữa. Đó chỉ là nguyên một cái miếng đất sình, nó phẳng liền vậy nè, y chang như là một cái miếng sân trước nhà của bà nội vậy đó. Nó rất bình thường. Anh nói ủa lạ, trong khi hồi sáng mình thấy nó là cái mương nước đàng hoàng mà sao bây giờ kỳ cục hả trời. Đứng tần ngần nhìn hoài, chưa có nghĩ tới cái chuyện là bây giờ mình phải vô mình ngủ đó. Một chút xíu sau thôi, anh nghe bên lỗ tai của anh á, nhảy xuống đi, nhảy đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống, kêu vậy đó. Giống như thôi thúc anh là phải nhảy xuống cái chỗ đó, trong khi trước mặt anh đâu phải là cái mương nước như vậy đâu. Anh nói nghe lúc đó anh vẫn còn nhận thức, anh nhận thức được cái chỗ này là cái mương nước đó. Nhưng không hiểu sao cái giò của anh nó rất là muốn bước xuống đó. Anh chuẩn bị dơ cái giò anh đi tới luôn rồi đó nghe. Thì tự nhiên ông chú của anh ông kêu, ông nói ê vô ngủ mày, làm gì đứng ngoài hoài vậy. Nghe như vậy anh mới rút cái giò của anh lại. Anh quay về hướng nhà trong của mình thì anh thấy là ông chú đứng đó ông kêu anh. Rất là hên cho anh luôn. Nhưng kể từ khi mà ông kêu anh một cái đó là cái đầu của anh nó nhức. Nó nhức bưng 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 lên vậy nè. Giống như hả là có ai cầm cái búa mà người ta chẻ vô cái đầu của anh vậy đó. Hồi nãy giờ đâu có đâu. Anh nghe bên lỗ tai, má mày tức, trời ơi tức tao á. Là anh nghe một cái giọng nó trong đầu của anh á, giống như là người ta đang tức tối một cái gì á. Thôi ông chú kêu mình á thì anh cũng hoàn hồn luôn. Anh bước vô trong buồng anh nằm. Vô trỏng nằm rồi đâu có ngủ được đâu. Không phải là sợ mà chỉ thắc mắc thôi. Nó ủa hồi sáng cái chỗ là cái mương nước mà ta, hay là do mình quán gà, hay do trời tối quá mình nhìn nó bị lộn vậy. Mà cũng không phải nữa. Anh thấy đó là cái mặt đất rõ ràng luôn, có lá cây me nó còn rớt trên đó nữa mà. Thôi kệ đi, tới sáng ngày mới ra kiểm tra biết chứ gì. Tới sáng ngày mới là cái kiếp nạn của anh nè. Anh nói anh có một cái tật gì nè, cứ hễ cái chuyện gì mà anh tìm hiểu chưa có được tường tận á, chắc chắn anh phải đứng anh coi cho tới khi nào mà anh biết rõ mồn một về nó thì anh mới chịu. Giống như là cái mương nước đó vậy đó. Cho tới qua bữa sáng ngày hôm sau, anh dậy rất là sớm luôn. Mà không biết tại sao bữa sáng ngày hôm đó nha, trời nó oi bức cực kỳ luôn. Ánh nắng nó lên rất là sớm. Vậy đó, anh cũng quyết định đi ra ngoài hướng cây me phía sau để mà anh coi cái mương nước này nó có cái gì ở dưới. Bước ra ngoài thì thấy cảnh vật đâu phải như hồi tối đâu. Vẫn là cây me đó nhưng dưới này là cái mương nước, chứ không phải là một cái miếng đất bằng phẳng như là hồi tối. Anh đứng anh nhìn hoài xuống đó vậy nè, không có cái gì hết. Nước rất là trong luôn nha, nó trong xanh vậy đó. Anh nhìn hoài vậy nè, thì tự nhiên anh lại muốn cởi đồ của mình ra. Anh cởi cái áo ra, cởi cái quần dài ra, để mà anh nhảy xuống đó. Anh trầm mình ở dưới, anh coi thử coi ở dưới đó có cái gì. Không phải là hồi tối nó kêu mình xuống dưới sao? Thử coi xuống đó có ai ở dưới đó mà kêu tôi xuống dưới đó không? Người ta muốn cái gì ở tôi? Thôi bây giờ tôi xuống nè. Anh gan tới mức độ vậy đó. Anh cởi cái áo ra, chỉ mặc đúng một cái quần cục thôi, nhảy một cái ầm xuống đó luôn. Khi mà nhảy xuống đó rồi, hoàn toàn bình thường, không có một cái gì hết trơn á. Trầm mình ở dưới đó. Nhưng do cái mương này nó cũng hơi sâu, thành ra là anh không có đứng chạm được cái đáy. Anh phải cứ đạp, bơi cái tay cái chân gì nè, để mà giữ cho cơ thể của mình lúc nào nó cũng được trồi lên mặt nước để mà anh thở. Cứ ngập lặng, cứ trồi cái đầu lên mà đợi hoài, đâu thấy có cái động tĩnh gì dưới cái mương này đâu. Trong lúc mà ngâm mình dưới này á, thiệt ra anh cũng nghĩ tới cái chuyện ma cỏ. Tại vì anh nghe những cái chuyện về ma da rồi, tuy nhiên anh không có tin. Anh nói á, nếu như có ma da hồi nãy giờ nó kéo giò tao rồi, vậy thì gần cả tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì hết trơn á. Thôi trèo lên. Hồi nãy giờ đang bơi ngụp lặn ở giữa cái mương đó, bây giờ bắt đầu là lội vô. Chưa được gần tới bờ nữa thì giống như có cái gì đó nó chụp cái giò của anh lại gì nè. Bơi vô đâu có được đâu, trời ơi, nó cứ ghì cái người của anh lại, thành ra là anh bị lôi xuống tới với mặt nước luôn. Anh nói chết rồi, cái kiểu này bị lôi là mình sẽ chết. Bởi vậy là anh cố gắng, anh đập cái mặt nước thiệt mạnh vậy nè, nó kêu ạch gì đó, để mà phát ra cái tiếng động, hy vọng ông bà nội, mấy chú mấy bác của mình sẽ nghe rồi cứu mình. Tại vì mọi chuyện nó tới quá là nhanh đi. Khi đó anh vẫn còn suy nghĩ, anh bình tĩnh được một chút. Anh nói bây giờ anh phải coi được nó là cái thứ gì mà tại sao nó lại kéo anh mạnh vậy. Anh ráng, anh nương theo nó luôn. Anh lặn xuống tới dưới, anh lặn thì anh mở con mắt, anh ráng anh mở, anh coi thử coi nó là ai á. Anh thấy nó là một cái đứa con nít, con trai tầm khoảng 7-8 tuổi, không mặc đồ đạc gì hết trơn á. Nó trắng nhách trắng giờ luôn, trắng kiểu như là trắng mà bị tái lại vậy đó. Nó ngồi tuốt ở dưới cái đáy mương á, nó cầm một tay nó ghì cái giò của anh vậy nè. Anh nói nghe, cái con mắt của nó không hề có lòng đen, nó trắng giả hai con mắt vậy nè, mà nó chành miệng ra nó cười. Tại nó thấy anh nhìn nó mà. Anh càng giật cái giò của anh lên thì bắt đầu nó lấy thêm một cái tay nữa, nó chụp kỹ cái giò của anh hơn, nó ghì xuống vậy đây nè. Anh nói chết rồi, không có được. Tự nhiên bây giờ nếu mà mình chết vì cái vụ này thì nó lãng quá đi. Mình nhớ về ông bà cha mẹ mình còn đợi trên nhà kìa. Thành ra là anh dùng hết sức bình sinh của mình luôn. Anh ráng anh trồi lên một cái, anh lấy cái giò, Anh đạp nó một cái vậy nè, nhưng nó bám rất là dai. Trời ơi, nó dai như đĩa vậy đó. Anh đạp, anh trồi lên, nó vẫn đi theo cái giò của anh luôn. Hên làm sao khi mà anh bám được cái bờ đất rồi đó, anh bám được rồi, anh có cái điểm tựa rồi, thì anh đẩy nó ra một cái nữa, lúc đó nó cũng vuột ra luôn. Nhưng anh cảm thấy khi mà nó vuột từ từ ra đó, thì những cái lớp da trên người của nó cũng vuột ra, nó dính lòng thòng trên cái giò của anh vậy nè. Anh cảm thấy nó nhớt nhớt, mà cái lớp da của nó mỏng giống như là những cái miếng rau câu á, rau câu dừa, rau câu dẻo này nọ mà mình đổ mà nó mỏng dánh đó ha, nó y chang vậy đó. Giống như cái miếng gelatin mà mình làm bánh á, hiểu là vậy. Nếu như anh không có cái ý chí sinh tồn, anh không muốn sống, thì chắc chắn anh sẽ bị nó kéo theo. Tuy nhiên, do cái sức sống của anh nó mãnh liệt quá, giữa sự sống với cái chết mà, anh ngoi lên được, ráng hết sức trèo lên tới trên bờ. Nhìn lại cái giò, những cái lớp mỏng dánh mà nó nhớt nhớt á, nó còn dính lại trên cái giò của anh vậy đây nè. Nhưng một hồi nó tuột xuống, giống như nó tan ra theo cái lớp nước sình ở dưới vậy đó. Lên được tới trên bờ rồi chỉ ngồi thở không à. Mà anh nói cái cảm giác của anh lúc này, anh chỉ cảm thấy buồn ngủ, với lại hơi nhức đầu một chút, không biết làm sao nữa. Lết được vô tới trong nhà rồi thì ai cũng nói: ủa bị gì vậy? Tại sao mới sáng sớm mà đồ đạc gì đó trơn rồi mà mình mấy kỳ cục á? Mới kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Đợi một hồi định thần lại á, thì ông nội kể cho anh nghe thêm một cái câu chuyện. Đây là trải nghiệm của ông nội rất là lâu rồi. Ông nội kể cho anh nghe, hồi đó cái thời mà chiến tranh á, không phải riêng xứ của mình đâu, người ta chết rất là nhiều, binh lính chiến sĩ trận vong nè, rồi bà con đồng bào đó, người ta chết trôi chết đuối, người ta bị bắn chết nhiều dữ lắm luôn. Có những cái hố chôn người ta để đại mười mấy 20 người chết ở dưới vậy đó, đâu có chỗ đâu mà chôn nhiều. Nói ra như vậy để cho anh hình dung được cái xứ của mình hồi xưa tới giờ ma cỏ lộng hành tới mức độ như vậy đó. Nhiều khi á, đứng nhát mình giữa ban ngày vậy đó nè, hiện hình rõ mồn một vậy luôn. Nhưng ông bà già xưa người ta nhiều khi không có sợ, người ta biết cái chuyện đó là cái chuyện thường tình rồi. Mà nhát hoài cũng không ổn, tại vì á, con nít mới đẻ ra cứ bị nhát hoài vậy đó, là nó sẽ không có phát triển được nhiều. Nó cứ bị nhát hoài nó sẽ rất là yếu. Nhiều khi có những đứa trẻ sơ sinh trong xóm này đã bỏ mạng vì bị quỷ bắt đi rồi đó. Bởi vậy sau nhiều cái vụ việc như vậy, thì trong cái xã, cái làng này hồi đó người ta mới lập nên một cái miếu thờ. Người ta thờ rất là nhiều vị thần, trong đó có thờ ông Hổ nữa. Khi mà lập miếu thờ này cúng kiến đàng hoàng á, giống như là có bề trên người ta che chở á, những cái vong hồn ở cái chỗ này hầu như là người ta không có dám tới đây quấy phá nữa. Ông nội nói á, yên bình nguyên một khoảng thời gian dài không có chuyện gì hết trơn á. Cũng được đâu khoảng 4-5 năm á, thì mới bắt đầu xảy ra những cái vụ việc như thế này. Đầu tiên là phải nói tới cái thằng Tư Đen, con của bà già Sáu dưới xóm dưới. Thời điểm đó cái chú Tư Đen này cũng còn rất là trẻ luôn, đi chăn trâu, nhà nuôi trâu rất là nhiều. Cứ đi chăn trâu vậy đó, sáng sớm là sẽ đi ra ngoài đồng, dẫn nó, cho nó đi ăn chỗ này chỗ kia. Nhưng cho tới một bữa đó thì 6-7 giờ chiều rồi, mọi người đợi về nhà ăn cơm hoài thì không thấy anh Tư Đen đâu hết trơn á. Mới táo quả ra đi kiếm, ra tới ngoài đồng ngoài ruộng thì không thấy, chỉ thấy con trâu cột ở đằng gốc cây đó, mà không thấy anh Tư Đen đâu hết trơn. Kiếm quá rồi kiếm luôn, cuối cùng có một người ta phát hiện ra, tuốt ở đằng cái đầu cầu đúc ở dưới xóm dưới á, có một cái xác chết trôi liều phiều gần cái chân cầu luôn. Người ta la làng quá trời, tại vì nổi lên thúi dữ lắm. Đi ra lật cái xác lên thì đó chính là anh Tư Đen chứ ai. Mới từ sáng tới chiều đó mà bây giờ á, cái cơ thể nó trương phình lên hết trơn rồi, làm gì có chuyện đó được. Đau lòng dữ lắm chứ. Ở nhà cũng mang cái xác về làm đám ma. Thời điểm đó thì chính quyền người ta cũng không có xuống, không có coi làm gì hết trơn á, chỉ là biết chết vậy thôi à. Khoảng 2 tuần sau, có thêm 2 cái mạng chết cùng một lúc nữa. Đó là 2 cha con trong một cái gia đình. Chú đó là chú Sáu Tòng. Bữa hôm đó 2 cha con đi cắt lúa. Bình thường á, 3-4 giờ chiều là xong rồi, đi về rồi. Nhưng bữa nay á, cắt lúa 7-8 giờ tối, ở nhà kiếm hoài không thấy. Ra ngoài ruộng hỏi người ta thì người ta nói cha con nó cắt xong từ hồi chiều tới giờ rồi. Cũng đi kiếm nữa. Trời ơi, cái bà Năm gần cái đầu cầu đó, bà nói kìa, 2 cha con nó nổi lên nữa kìa, y chang cái bữa trước luôn. Cũng 2 người, cái tay nó ngoắt vô nhau vậy nè, mà nằm úp chứ không có nằm ngửa nha. Ở đó người ta cũng xúm lại, kéo 2 cái xác này lên bờ. Tới khi bà vợ bà chạy lại bà coi đó, bà chưa kịp khóc nữa, thì cả 2 cha con là đồng loạt ha, trào máu ra, tất cả những cái sình bùn, những cái rong riêu trong họng đó, nó ọc ra hết trơn luôn. Người ta nhìn mà người ta ớn luôn á. Tới nước này thì bà con trong chòm xóm á, tới nước này thì bà con trong làng trong xóm người ta mới nói cái xóm mình bây giờ bắt đầu có ma có quỷ rồi nha. Không có tự nhiên mà hai cha con của con Sáu Tòng nó chết như vậy, rồi con Tư Đen cũng chết nữa, mà trong khi ba đứa này á, nó bơi không ai bơi lại nó hết trơn á. Mà tại sao chết như vậy chứ? Nổi ngay chăng một chỗ như vậy hả? Có chuyện gì vậy trời? Qua hai vụ việc, ba cái chết đã vừa xảy ra rồi đó, ông nội của anh về nhà ông cũng nằm suy nghĩ dữ lắm luôn. Ông nói cái chuyện gì đang xảy ra ở cái xóm mình vậy ông nội ơi? Vụ gì vậy trời, thấy ghê dữ vậy? Mặc dầu hồi trước giờ ông nội không có sợ ma, tin ma cỏ đó, không có sợ nha, không ớn. Tại vì ông nội từng đi chiến trường, đi biên giới này nọ, là lính du kích mà, gặp rất nhiều xác chết. Ma sống còn sợ hơn ma chết rất nhiều lần nữa, bởi vậy ma chết ông không có ớn. Tuy nhiên qua ba cái chết này thì ông nội suy nghĩ rất là nhiều luôn, không thể hiểu nổi. Sợ thì sợ, nhưng mà mình vẫn phải lo cho cái bụng, cái miệng ăn của những người trong nhà mình trước. Thời điểm đó nói chung là đất nước cũng chưa có được phát triển gì mấy đâu, cho nên đời sống cũng còn rất là khó khăn. Đa số công chuyện của ông nội ở nhà, một là đi cắt lúa mướn, hai là đi cắm câu, giăng câu vậy thôi. Cứ hễ bữa nào mà đi làm công chuyện cho người ta xong rồi thì ông nội sẽ giăng lưới đi cắm câu. Thường á sẽ đi cắm câu ngay trước nhà, cái bờ sông trước nhà đó. Nhưng mấy bữa nay ngoài trước nhà mình á không có con cá nào hết trơn á. Mà trong khi thời điểm đó đó, cá tôm với cái xứ này vừa gì. Có một cái buổi trưa, khi mà ông nội đi công chuyện, đi ngang qua cái đầu cầu Đúc, chính là cái chỗ phát hiện ra ba cái xác chết trôi sông hồi mấy bữa trước đó. Ông nội thấy sao mà cá á, nó nổi đầu quá trời, nó ụt vậy nè, nhìn y chang như là một cái mương cá mà mình đang nuôi vậy đó, chứ không phải là con sông bự. Đó, thì ông nội mới nói chết với tao rồi, cái chỗ này chết với tao. Đó, bắt đầu là muốn xách cần câu ra ngoài đó để mà câu. Không nghĩ gì nhiều tới cái chuyện mà mới vừa kéo xác chết lên đâu, mình nghĩ tới cái chuyện là có cá là mình ham thôi. Cái bữa hôm đó ha, cũng chuẩn bị đầy đủ hết trơn luôn. Một cái cần câu gì nè, có mồi đàng hoàng, đi ra ngoài chỗ khúc sông đó để mà câu cá. Định bụng là tối nay câu được cá bự bự không đó. Giờ đó cũng đã chập choạng tối rồi, cũng 6 giờ mấy 7 giờ tối. Tại vì mới vừa ăn cơm nước làm công chuyện xong mà, ngồi ở đó để mà câu. Đang ngồi câu gì nè thì ông nội mới nghe một cái tiếng kêu. Tiếng kêu này là tiếng của một cái người đàn bà, chắc cũng khoảng 30 mấy 40 à, chứ chưa có lớn tuổi lắm đâu. Kiểu như là người ta đứng từ trên bờ á, người ta mới kêu tới cái chỗ của ông nội. Ông nội cũng ngồi phía dưới bến vậy nè, kêu chú Tám Hơn ơi, chú Tám Hơn ơi, chú Tám Hơn nghe em, chú Tám Hơn. Ông nội nghe là ổng giật mình liền luôn. Ổng nói ủa con nhỏ nào mà nó biết rõ tên tuổi của tao vậy. Ổng mới ngó nhìn lên đó thì ổng thấy có con nhỏ con gái, cũng còn trẻ trẻ lắm. Ổng đứng lên, ổng nói ủa kêu gì bay. Nhìn lại thì thấy cái mặt của con nhỏ này thất thần lắm, giống như là nó mới bị người ta giật tiền vậy đó. Con nhờ chú một chút được không chú? Ông nội chưa kịp nói gì hết thì ổng mới nhìn kỹ cái cô gái này. Ổng nói cái con nhỏ này là một cái đứa rất lạ nha, đầu trên xóm dưới, từ đó tới giờ tao ở đây tao chưa bao giờ thấy nhỏ này. Nó lạ lắm, không biết nó tựa cái chỗ nào tới. Ổng ráng căng con mắt ra ổng nhìn á, thì ổng thấy cái cô gái này cái da đen thùi lùi à. Con gái nghe, mà da nghe nó tối hù vậy đó. Trời ban đêm, mà không hiểu sao ông nội của anh thấy làm tay chân giò cẳng cái cô gái này, thậm chí trên trán trên mặt luôn. Mồ hôi đổ rất nhiều, nó đổ cục 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 ra vậy nè, kiểu như đổ mồ hôi hột á. Nó đổ ra mà cảm giác á, cái da của cô này nó bóng dầu ra luôn á. Mà cô gái thì cứ nhìn xuống sông hoài hà. Ông hỏi bé có cái gì bé nói đi. Cô mới giọt miệng cổ nói á, trời ơi con từ bên sông con lội qua đây nè, con đi xuồng, con qua nhà bà má của con, rồi không biết làm sao mà người ta chở con xuống xuồng á, con đi ngang cái con bị rớt cái đòn gánh con xuống dưới đó rồi. Chú kìa, chú nhìn xuống đó đi, cái đòn gánh con rớt dưới sông á. Chú đứng trên bờ chú dối xuống tay của chú tay dài, chú dối xuống chú lụm cái đòn gánh lên con được không, con mang ơn nhiều. Ổng mới nghĩ trong bụng nó ủa con nhỏ này nó nói nó đi nhà má nó, mà má nó là ai ta? Ủa má bay là ai mà nói tao nghe coi. Im ru à, không có nói. Nhưng mà cổ làm cái vẻ như là cổ gấp rút, cổ sợ hãi lắm á nghe. Trời chú gán giúp con đi chứ giờ á, cái đòn gánh nó gớt xuống một cái là mơ con không có gì nữa mà con đi chợ bán luôn á. Ổng ngó xuống nước thì ổng thấy đúng thiệt, có một cái đòn gánh với lại hai cái thúng, nó trôi liều phiều ngoài giữa sông vậy nè. Thôi thì cũng giúp đỡ người ta luôn, thấy nó còn nhô lên cao, Thành ra là ông nội định lấy cây dài á, móc nó vô, ráng móc thử coi có được hay không. Mà ông nội nói nha, kỳ vậy nè mày, tao đứng đó tao cầm cái cây, tao đã móc được cái đòn gánh rồi đó, đáng lẽ ra tao sẽ kéo đòn gánh vô được. Nhưng mà không hiểu sao tao càng kéo thì cái đòn gánh nó lại càng đi ra xa một chút. Tao mà đụng vô cái là cái đòn gánh á, nó dời ra xa, dời ra xa gì nè, giống như nó đang chọc, nó đang xui khiến tao vậy đó. Mà tao chưa có biết, tao cũng cố gắng tao kéo vô cho nó thôi. Đang đứng với ra giữa sông vậy nè, thì tự nhiên ông nội cảm giác giống như là có ai thổi ngay phía sau cái ót của ổng vậy đó. Thổi một hơi cái phù vậy nè, nó lạnh ngắt luôn. Là tự nhiên ổng nhào đầu, ổng chồm xuống sông liền. Mặc dầu chưa có ai động chạm thể xác gì vô cái người của ổng hết trơn á. Ổng rớt xuống một cái thôi là ổng thấy con nhỏ đó nó ngồi ngay tại cái bờ sông liền rồi. Trong khi hồi nãy giờ lúc mà ổng mới chồm cái người ra, nó còn đứng tuốt trên đường lộ. Nó xô tao nhào đầu xuống đó là tao biết rồi, tao nói chết mẹ rồi, gặp thứ dữ rồi. Hên, tao chụp cái tay của nó liền. Mày ơi, cái tay của nó nghe, nó trơn nhớt vậy đó. Tao chụp đâu có được, vuột cái tay của tao ra, nhưng mà nó nắm cần cổ của mình thì được. Cái cảm giác giống như là cái tay mà có ai tha cái lớp dầu ăn lên vậy đó. Nó ngồi trên bờ vậy nè, mà nó lấy cái tay nó cứ nhấn cần cổ của ổng xuống, nó đèn cổ của ổng xuống vậy nè. Là ổng biết rồi, ổng biết con nhỏ này là cái gì rồi đó. Làm cỡ nào cũng không có làm lại nó hết trơn á. Tại vì bây giờ ổng đang nằm ở thế dưới. Ổng suy nghĩ một cách như vậy nè, bây giờ ổng chơi chiêu, ổng giả bộ ổng nổi cái người của ổng lên, thả thiệt lỏng cái người ra, giả bộ nín thở. Tại vì ông nội có khả năng nín thở rất là giỏi. Nín thở kiểu như tao đã chết rồi á, tao bị mày làm cho tao chết rồi đó, kiểu vậy đó. À, thì bắt đầu ổng lấy cái tay của ổng á. Tại vì cái tay của ổng còn ở dưới nước, ổng đưa lòn lòn vô cái túi quần, ổng lấy ra một cái dao. Cái dao này là cái dao để mà ổng chặt cá. Tại vì khi đi bắt cá đó, lúc nào cũng đem thuộc cái dao. Rủi đâu có con cá nào mà nó mấp mé trong bờ á, mình chặt luôn đem về nhà. Cái dao là cái mũi rất nhọn nha. Ổng mới cầm dưới nước á, ổng biết nó đang trầm mình dưới cái bến này. Ổng lấy cái tay á, ổng đưa nhẹ nhẹ làm sao mà ổng sực một cái vô ngay chăn cái bụng của nó luôn, là nó rút cái tay của nó lại. Nó vuột ra rồi là không còn nghe động tĩnh gì nữa. Tao ngoi cái đầu tao lên á, tao không thấy cái đòn gánh đâu, mà tao cũng không thấy hai cái thúng, càng không thấy nó đâu nữa, mất tiêu rồi. Tao bỏ luôn cái cần câu, tao bỏ luôn cái xô cá, tao đi về nhà nước một. Về tới nhà rồi nó hành sốt tao 1-2 đêm luôn. Cái đêm đầu tiên tao nằm ở trong mùng á, thì tao thấy một cái giấc mơ vậy. Tao thấy ngay cái chỗ mà tao câu cá đó, nguyên một cái xác một cái người đàn bà, nó chết trôi, nó trương sình lên vậy nè, y chang như là hai cha con của Sáu Tổng chết mấy bữa trước vậy đó. Tao còn thấy rõ ràng luôn, khi mà người ta lật cái người của nó ra thì nó chính là cái con nhỏ hồi tối á, nó đứng nó nhát tao, nó xô tao xuống đó đó. Trong cái vía tao thấy là tao đi ngang cái chỗ đó, người ta đang mở cái thi thể của nó ra vậy nè. Tự nhiên nó nằm ở đó, cái nó mở mắt nhìn tao vậy nè, nó nói mày thoát được lần này, mày đừng hòng có lần sau nghe bạn. Nó nói với tao vậy đó. Chưa hết đâu, khi mà nó nói xong câu đó đó, là tao thấy nó cầm trên tay đúng cái cây dao chặt cá của tao bữa trước. Khi mà tao cầm dưới nước, tao sực vô bụng của nó đó, nó cầm nó chỉ thẳng vô mặt của tao vậy nè. Mày nhớ mặt tao nghe mày, mày đừng quên tao nha. Tự nhiên ông nội thấy cái dao này nó đang thùi lùi à, giống như nó bị dính một cái gì đó đen như là nhớt vậy đó. Là ông nội ông tỉnh dậy. Thức dậy là tờ mờ sáng rồi, ổng lật đật chạy ra một cái chỗ mà ổng câu cá đó, thì cái cây dao, cái xô cá, cái cần câu của ổng vẫn còn. Ổng cầm cái cây dao của ổng lên thì ổng mới thấy là cái cây dao y chang như trong giấc mơ của ổng luôn. Nó tanh rình, bình thường mình chặt cá đã tanh rồi, bây giờ á nó dính vô cái gì đó mà nó vừa tanh vừa hôi vừa thối, nó nhớt nhợt luôn vậy đó. Thấy như vậy là không ổn rồi. Mặc dầu vẫn còn đang sốt trong người, nhưng mà ông nội vẫn cầm cái dao lên tới một cái ngôi chùa gần ở đó đó. Chùa cũng nhỏ thôi, có một cái vị sư trụ trì cũng quen biết chỗ của ông nội. Vô thì hỏi vị sư đó, sư mới cầm cái dao trên tay vậy nè. Sư nói trời ơi vậy đó hả, hồi cái bữa đó thấy ba người này chết ngay cầu đúc á, là sư biết cái chỗ này đã có ma da rồi. Nó bắt người ta đó, chứ không phải tự nhiên mà người ta chết ở đó đâu. Nhưng tới bữa nay nhìn cái cây dao này thì mới thấy là nó không phải là ma da bình thường nữa, nó giống như là quỷ nước vậy đó, kiểu như ma da mà thành tinh á. Mặc dầu nó mới chết thôi, chứ nó chưa chết lâu năm nha, nhưng mà do cái oán khí của nó quá là nhiều đi, kiểu như nó chết mà nó còn ôm hận, ôm cái tức tưởi theo á, thì nó không bao giờ được đi đầu thai. Ủa vậy là sao? Có nghĩa là cái con ma da này nó mới chết hả? Chứ không phải là nó chết lâu năm rồi sao? Đó thì vị sư thầy này người ta mới nói cho ông nội nghe vậy. Thiệt ra ma da với quyển nước á, nó là một. Một mà hai, nhưng hai mà một. Có nghĩa là sao? Quyển nước là cái cấp độ cao cấp hơn là cái con ma da. Ma da có thể là những cái người ta vừa mới chết, người ta còn quẩn quanh ở đó, và cái linh lực người ta nó chưa có đủ mạnh bằng quỷ nước. Ma da nó không có ngoi lên mặt nước được, nó chỉ quẩn quanh ngay tại cái khu vực nó chết thôi. Nó có thể trôi đi chỗ này chỗ kia, nhưng nó không lên bờ được nha. Còn quỷ nước á, chính là những cái con ma da đã tu hành lâu năm ở chỗ đó rồi. Nó đã kéo rất nhiều mạng người xuống đó, thế mạng cho nó ăn cái hồn của người ta. Thành ra nó mới có đủ cái linh lực, nó biến thành cái con quỷ. Một khi nó biến thành quỷ nước rồi, nó mới có đủ cái khả năng, nó giả dạng thành người ta để mà dẫn dụ người sống xuống với chỗ đó chết chung với nó. Nhưng riêng cái trường hợp này á, cái đứa này nó mới chết thôi mà nó đã trở thành quỷ nước rồi. Là tại vì trước khi chết nó có ôm một cái món hận gì đó, nó chưa giải quyết được. Thành ra cái hận thù bởi vậy nó mới quá quỷ đó. Rất là hên cho chú. Cái bữa hôm đó chú có đem theo cái dao này, thành ra nó mới cứu chú một mạng. Chứ không thôi chú cũng chết như người ta rồi. Tại vì cái dao này chú thường xuyên chặt mấy con cá, cho nên đây là cái cây dao sát sanh. Nó có cái sát khí rất là nhiều rồi, cộng thêm cái tính tình can trực của chú nữa. Chú không sợ trời, không sợ đất. Trong cái trường hợp mà cận tử vậy mà chú còn ráng chú giả chết, chú chống lại với nó nữa, thì cái cây dao này nó gấp đôi sức mạnh. Chính vì vậy mà chú mới có thể hạ gục được cái con quỷ đó. Nhưng mà tôi biết cái khúc sau này nhất định phải trừ cái con quỷ này, chứ không có đứng yên mà nhìn nó như vậy được. Tại vì thứ nhất đã có quá nhiều người chết, thứ hai cái xác của nó chưa có nổi lên mà nó dám lộng hành tới mức độ này. Vậy thì chú nghĩ đi, để lâu để dài nó còn kéo theo bao nhiêu mạng nữa. Ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó, sư trụ trì có cùng thêm hai cái người đệ tử của sư nữa, mới kêu ông nội á, bây giờ nè, nghe theo lời của sư về nhà chuẩn bị một số thứ đi. Cũng là những cái thứ cơ bản thôi, những cái con gà luộc nè, rồi muối, rồi gạo, rồi nhang đèn để sẵn đi. Sư thầy chỉ cần qua rồi cầm những cái phù chú của sư thầy, với lại một cái ấn triện nữa. Bữa hôm đó là một cái lễ nói chung là cũng hoành tráng đó, chứ không phải là lễ của nhà nghèo gì đâu. Tại vì cái con này là phải làm cái lễ đó mới trừ được nó. Thật ra ông nội vẫn còn nhớ rất kỹ, nhớ nguyên một cái câu chú của ông sư thầy đọc luôn mà. Tuy nhiên cái cảnh tượng đó rõ như thế nào thì ông nội diễn tả cho anh, nhiều khi anh kể lại nó chưa có được chính xác gì mấy nữa. Nôm na là ông nội nói bài ra nguyên một cái bàn dọc cái bờ sông đó gì đó, ngay cái chỗ mà ông nội ngồi câu cá luôn. Ở dưới đó thì sư thầy có kêu cắm 5 cái cây cọc, mà cây cọc thiệt là nhọn nha, bằng sắt, giống như là cái cây sắt hàng rào của mình vậy đó. Sắt nào cũng được, miễn nhọn là được. Cắm thẳng hàng thẳng lối 5 cây ở đó. Phía trên này thì chuẩn bị nguyên một cái bàn đồ cúng. Sư thầy chỉ cần chuẩn bị một cái lá bùa của ổng thôi. Cái lá bùa rất là bự, thầy tự vẽ luôn, ra tới đó mới vẽ. Vẽ xong rồi thầy mới đóng cái ấn triện của thầy xuống. Cái ấn triện này giống như là một cái loại con dấu gì đó, đóng lên đó. Rồi thầy cầm, thầy chìa ra bờ sông vậy nè. Cầm ra đó thôi, thầy vận dụng cái khả năng, cái năng lượng trong người của thầy á, là cái lá bùa nó tự cháy. Nó cháy cho gần tới cái ngón tay của thầy là thầy buông ra, cho nó rớt xuống cái sông này. Ông nội nói sau khi mà cái tàn tro á, nó vừa rớt, nó chạm tới cái mặt nước thôi là tự nhiên cái nước á, nó gọn lên vậy nè. Giống như mình dùng cái bàn tay của mình dọc nước á, mình để lên để xuống á, nước nó gọn y chang ngay cái chỗ đó. Có nhiều người ta ớn, người ta đâu có dám coi đâu. Tại vì chỗ này chết trôi nhiều quá, ta không có dám ra. Chỉ có những cái người lớn tuổi, đàn ông trai tráng mới dám đứng đây coi thôi à. Nó nổi đầu lên luôn. Một cái đầu chờ dợn vậy nè, nó bơi vòng y chang một cái con cá vậy đó. Nó bơi vòng chỗ đó, nó không có bơi ra chỗ khác. Tại vì theo như sư nói, ở hai đầu sư đã rải muối gạo rồi cắm 5 cái cọc ở đây nè. Nó không thể nào bơi vượt quá cái giới hạn của 5 cây cọc sắt này được. Ông nội thấy rõ ràng luôn. Khi mà nó nổi đầu lên á, nguyên một cái quần đen thùi lùi xung quanh nó vậy nè. Nhìn y chang như là một cái đám rong rêu gì đó, mà nó đen thùi lùi thôi, nó bóng ngời hà. Nhìn ra ngoài hướng của cái dòng này nè, ở ngoài cái tầm của 5 cái cây cọc sắt đó, thì ông nội thấy những con cá bắt nó tản ra. Giống như cá nó nổi đầu á, nó bơi từ trong cái chỗ này nó bơi ra chỗ khác. Kiểu như nó sợ, nó không dám bơi gần chỗ đó nữa. Bởi vậy ông nội thắc mắc là không biết cái con này nó có ăn cá ăn mắm dưới sông hay không. Thôi bỏ qua cái chuyện đó. Bây giờ khi mà thấy nó nổi lên rồi á, thì sư thầy bắt đầu đọc một cái câu như thế này. Ông nội còn nhớ luôn. Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tướng, ngũ lôi binh mã giáp binh tướng giáng lai lâm, đã khởi tồi tồi chúng thần lai, bội mã tồi tiên chúng thần lai, nhất đã thiên thanh thanh, nhị đã địa linh linh, tam đã chúng thần đáo đàn tiền, ngô phụng thái thượng lão quân sắc, thần binh quả cấp cấp như luật lệnh. Ông nội để ý nha, trong lúc mà sư thầy đọc cái câu chú đó đó, thì nó dễ dùng rất là nhiều luôn. Nó bơi mạnh hơn là hồi nãy nữa. Hồi đầu nó còn bơi chậm, chứ bây giờ nó bơi giống như là cái con cá mà nó dính cái mồi câu vậy đó. Trong khi đó không phải là một cái con cá, nó chỉ là nguyên một cái quần đen ở dưới nước thôi. Nó cứ làm cà dòng ở dưới nước vậy nè. Cho tới khi mà sư thầy ổng vừa đọc xong dứt câu một cái rồi đó, là ông nội thấy nguyên cái mảng này á, nó bị tách ra từ từ, giống như là một cái miếng rau câu mà nó bị tan ra vậy đó. Nó tan ra từ từ là bắt đầu nó hòa lẫn vô trong cái dòng nước luôn. Rồi ông sư mới nói tất cả những cái món đồ cúng này là bỏ luôn, hất đổ xuống sông hết, không có giữ lại cái gì hết trơn á. Bây giờ mạnh ai nó về nhà, đóng cửa lại nha, không được mở cửa ra. Sư thầy cũng đi về luôn. Đêm đó nằm trong nhà vậy chứ trời ngoài á, mưa ầm ầm vậy đây nè. Cũng có nghe sấm sét, nhưng mà không phải sấm sét phía nhà của mình, nghe đâu đâu á. Rồi có nghe thêm ngã đổ gì đó. Nói chung là cái đêm đó gió rất lớn. Cho tới sáng ra thì thấy cây cối tan tác hết trơn luôn. Nhìn lại ngay chăng cái cây cầu đúc á, là cái chỗ mà ba cái xác đã được phát hiện ra đó. Ở chỗ đó trôi liều phiều ngay một cái xác chết nữa. Không biết lý do tại sao mà nó cứ trôi mắc kẹt ngay chỗ đó. Kéo lên thì đó chính là cái con nhỏ đã từng nhát ông nội chứ ai. Cũng là một xác chết, cũng bị phân hủy, nhưng mà cái mặt rất là kỳ dị. Cái mặt này nó tối hù, nó đen xì lì à, mà nhớt nhau không à, giống như kéo lên một cái con ma da chứ không phải là một cái xác người. Đặc biệt khi mà mọi người kéo cái bụng của cô gái này lên á, có một cái vết lõm sâu vô. Cái này giống như là cái vết mà bữa trước ông nội ổng sực nó ngay chăn cái bụng vậy đó. Rất là trùng hợp luôn. Bữa đó thì sư thầy cũng có tới chứng kiến. Thầy mới nói thôi bây giờ không biết thân nhân là ai, chắc có thể chết rồi trôi dạt ở đâu tới khúc này đây nè. Thôi bây giờ mình cũng hoan hỷ đi, mang cái xác này ra tuốt ngoài giường ngoại á, đốt lên rồi á, hỏa táng nó chứ đừng có chôn. Sau khi hỏa táng xong rồi thì cái tro cốt này là đem vô chùa nha, để sư thầy xử lý về sau. Làm như vậy đó thì mọi chuyện mới yên. Sau khi mọi chuyện qua đi rồi thì sư thầy mới nói cái con này á, nó chết trước cái thằng Chăn Trâu. Nó chết trước luôn hai cha con của thằng Sáu Tòng. Chính vì vậy mà nó mới thành ma da, nó mới thành quỷ nước ở đây đây nè. Mặc dầu nó chết trước, nhưng mà cái xác của nó không có nổi, nó bị mắc kẹt tuốt ở dưới cái lòng sông ở dưới á. Bởi vậy ba cái chết sau này chết sau nó, nhưng mà được phát hiện sớm. Còn nó, do sư thầy làm cái buổi lễ này, lôi đầu nó lên á, thì nó mới chịu nổi xác lên á, chứ không thôi nó còn ở đó hoài. Và đó là những cái câu chuyện về ma da Duy được một anh trai kể lại. Nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.